Bài giảng đầu tiên của Chúa ở trong sách Phúc âm Matthew. Lý do mà mình chọn cái đề tài này tại vì suốt hơn một tháng nay chúng ta đã bắt đầu học Kinh Thánh dựa theo Phúc âm Matthew mỗi tuần. Giữa tuần thì tuần này nó rơi vào cái bài giảng trên núi của Chúa, là bài giảng được gọi là bài giảng trên các bài giảng. Tất cả các vị giáo sư, các vị giảng sư, tất cả những ai rao giảng lời Chúa đều đều yêu thích bài giảng này, tại vì không ai có thể giảng ngắn nhất, hữu hiệu nhất, năng quyền nhất, dễ nghe nhất, đụng chạm nhất, đều có nằm ở trong cái bài giảng này. Cho nên bài giảng này được gọi là bài giảng trên các bài giảng. Và tựa đề của bài chia sẻ ngày hôm nay đó là hạnh phúc thật. Nói hạnh phúc thật là chúng ta sẽ cũng sẽ xem coi hạnh phúc không thật là cái gì. Nguyên bạn chị em, ngoài những ai đang ở Hoa Kỳ, có biết lý do tại sao nhiều người muốn vào Hoa Kỳ để sống không? Hiện tại đây chính trị bùng nổ, cấu xé lẫn nhau vì biên giới của Mỹ ở phía nam của Hoa Kỳ được mở ra, và dân Trung Mỹ và Nam Mỹ ao ạt đi qua cái biên giới mà ngay chỗ mình ở đó, cách chỗ mình đang ở chừng 4 tiếng lái xe thôi. Nhưng mà lý do tại sao nhiều dân tộc trên thế giới lại muốn vào nước Hoa Kỳ? Có phải cái nơi đây là cái nơi thiên đàng không? Có phải cái nơi ở đây là cái nơi mà đẹp mà không có chỗ nào đẹp không? Cũng không hẳn. Tại vì ở đây cô Hạnh đi qua châu Âu rất nhiều. Châu Âu nhiều khi cũng có những cái cảnh mà bên bên Hoa Kỳ này không có, những cái nói chung là nó có cái vẻ đẹp riêng của nó, thì người ta cũng không cần tới đây làm gì. Có phải ở đây là cái nơi mà giàu có nhất không? Đối với nhiều người cũng có thể. Ở đây là cái nơi có phải nhiều cơ hội nhất không? Cơ hội để làm gì? Nhiều cơ hội thì đúng ạ. Cơ hội để phát tài cũng có, mà cơ hội để đồi trụy cũng có, tùy theo cái cơ hội đó. Nhưng mà cái lý do mà vì sao nhiều người trên thế giới muốn vào Hoa Kỳ thì chia sẻ với các bạn đang ở Việt Nam, đó là vì Hoa Kỳ khi được lập, các nhà tiên phong đồng ý với nhau lập ra cái bản gọi là tuyên ngôn độc lập. Ai ở Hoa Kỳ này chưa quen cái với lại cái tên này thì là Declaration of Independence. Cái này chắc là chị Hải, nhà của chúng ta rất là rành phải không, ở trong quân đội. Declaration of Independence, tuyên ngôn độc lập. Thì trong cái bản tuyên ngôn độc lập đó, nó có ba cái điều mà cả thế giới đều muốn về đây. Nói tóm lại, đó là sự tự do, sự sống và cái quyền mưu cầu, hay là cái quyền đi tìm hạnh phúc. Mình nói lại nha, nhiều người trên thế giới muốn về nước Hoa Kỳ tại vì cái nền tảng của Hoa Kỳ được đặt trên sự tự do, sự sống và cái quyền đi tìm hạnh phúc. Ở Mỹ này không có hạnh tự nó không có hạnh phúc, nhưng mà có cái quyền để đi tìm hạnh phúc. Ở Mỹ này có cái sự tự do, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy người ta đang lạm dụng tự do đó. Hồi trước khi mà rời châu Âu sang Mỹ này lập quốc, họ muốn cái sự tự do để bảo vệ sự sống, tại vì họ bị bắt bớ, họ bị giết vì đạo, cho nên họ họ quý cái sự tự do. Còn bây giờ ở Hoa Kỳ, cái sự tự do đó là sự tự do để phá hủy sự sống, sự tự do đó để đi nghịch lại cái lối sống tự nhiên mà họ coi đó là sự tự do. Và đương nhiên là sự sống không còn được trân trân quý nữa. Cái số người mà bị chết nhiều nhất ở tại Hoa Kỳ này không phải virus COVID đâu, mà là hàng năm
gần 1 triệu em bé bị chết mà chưa được nhìn thấy ánh sáng cũng như hít cái hơi thở đầu tiên ở trong thế giới này. Nhưng mà đó là cái lý do tại sao nhiều người muốn vào nước Hoa Kỳ để sống, tại vì sự sống, quyền tự do và có cái quyền để đi tìm hạnh phúc. Thì đề tài ngày hôm nay chúng ta đề cập về hạnh phúc đó, đi tìm hạnh phúc đó. Thì hạnh phúc là gì mà sao ai ai cũng vất vả đi tìm vậy? Ở trong đây có hai cô trẻ, hai cô thanh nữ trẻ cũng như các bạn khác ở bên Seattle. Mong muốn một ngày nào đó mình tìm được, nếu các bạn tìm được bạch mã, các bạn tin rằng các bạn sẽ hạnh phúc không? Các bạn có tin rằng hạnh phúc đó sẽ tồn tại mãi mãi không? Chúng ta định nghĩa hạnh phúc đó là gì? Hạnh phúc có phải là khi chúng ta có đủ tiền, khi chúng ta có đủ tài, khi chúng ta có đủ tình hay địa vị trong xã hội, hay là sức khỏe, hay là danh vọng? Những điều đó có mang lại hạnh phúc không? Mà hạnh phúc đó có tồn tại không? Hay là hạnh phúc là khi ta có được tất cả những điều mà ta muốn mà không phải làm gì cả, mà đã có người khác gồng gánh hết trách nhiệm đó cho mình? Nhiều người phụ nữ nghĩ rằng đó là hạnh phúc. Hạnh phúc khi tôi cưới được cái người chồng làm hết tất cả cho tôi, cho tôi hết tất cả, tôi chỉ cần đi mua sắm, tôi chỉ cần ngồi không làm gì hết. Đó là hạnh phúc. Hạnh phúc đối với có đối tượng nam là khi vợ mình làm hết tất cả, mình là ông vua ở trong gia đình. Đó có phải là hạnh phúc không? Tác giả và nhà thần học, nghiên cứu thần học J.P. Phillips đã viết 8 cái phước thường công nhận ở trong thế gian này. Đây là 8 cái phước mà ngược lại với lại 8 cái phước mà chúng ta muốn đề cập đấy, mà Chúa đề cập ngày hôm nay. Nhưng mà ông đưa ra 8 cái phước này, chúng ta xem coi chúng ta có đã từng rơi vào cái tình trạng mà chúng ta cũng mong muốn 8 cái phước này không? Một trong 8 cái phước này không? Ông viết: phước cho những người lấn lướt vì thế giới này không ngăn cản được họ. Phước cho những người cứng rắn vì họ không bao giờ để cuộc sống làm tổn thương họ. Phước cho những người phàn nàn vì cuối cùng họ có được điều họ muốn. Phước cho những người thờ ơ vì họ không bao giờ lo lắng về tội lỗi của mình. Phước cho những người điều khiển nô lệ vì họ nhận được kết quả mà họ mong muốn. Phước cho những người được gọi mình là trí thức trên thế giới này vì họ biết cách giải quyết hết mọi chuyện. Phước cho những người thích gây chuyện vì họ khiến mọi người chú ý đến họ. Đó là 8 cái phước mà tác giả này nói là ở trong thế gian coi đó là cái phước. Khi mà người khác để ý mình, khi mà mình có được tất cả mình muốn, khi mà không ai đề cập tới tội lỗi của mình, khi tội lỗi của mình không phải trả giá, đó là hạnh phúc. Đó có phải là hạnh phúc thật không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ so sánh 8 cái hạnh phúc mà Chúa muốn nói ở trong sách Phúc Âm Matthew. Ai trong chúng ta có sách Phúc Âm xin lật ra. Mình đang sử dụng bản dịch mới trong trang 1113. Mình xin phép đọc sách Phúc Âm Matthew đoạn 5 từ câu 1 cho tới câu 12 trở lại. Thấy đám đông, Đức Giêsu đi lên núi. Khi Ngài đã ngồi xuống, các môn đệ đến gần. Ngài bắt đầu dạy họ: phước cho người nghèo khổ trong tâm linh, vì nước thiên đàng thuộc về họ. Phước cho người than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho người khiêm nhu, vì sẽ được thừa hưởng đất. Phước cho người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. Phước cho người đầy lòng thương, vì sẽ được thương xót. Phước cho người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho người hòa giải,
vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Phước cho người vì sự công chính mà bị bắt bớ, vì nước thiên đàng thuộc về họ. Phước cho các con khi người ta mắng nhiếc, ngược đãi và vu cáo đủ điều ác vì cớ ta. Hãy hân hoan mừng rỡ, các con đã được trọng thưởng ở trên trời, vì người ta cũng bắt bớ các tiên tri của Chúa trước các con như thế. Sau khi Chúa Giêsu làm phép báp têm, mấy tuần trước chúng ta học Kinh Thánh, Chúa Giêsu bị cám dỗ và đã vượt qua ba cơn cám dỗ đó. Rồi Chúa Giêsu gọi các môn đệ. Sau khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ, Chúa Giêsu bước vào mục vụ. Và đây là bài giảng đầu tiên ở trên núi. Ở trong Kinh Thánh ghi là núi, nhưng mà nó cũng có thể được xem là một cái đồi, có nghĩa là nó lại lại. Và hồi xưa đó, khi mà một giảng sư giảng về tâm linh đó, họ không có đứng như giảng như là một nhà hùng biện giống như bây giờ, mà người ta có cái thói quen ngồi xuống đó. Thì Chúa Giêsu cũng vậy, và Chúa Giêsu phải ngồi ở trên cái đồi để rồi cái tiếng nó vang ra đủ, và người ta đoán là nó không phải là hàng chục người. Nếu hàng chục người thì Chúa Giêsu không cần phải lui lại để ngồi trên cao, có thể là hàng trăm người hoặc hàng ngàn người. Thì Chúa Giêsu bắt đầu dạy họ như thế nào? Chúa Giêsu nói về 8 cái phước. Đầu tiên chúng ta học cái từ phước bằng tiếng Hy Lạp nha, Makarios. Cái phước này, tại vì khi mà chúng ta muốn hiểu cái phước của Chúa khác với lại cái phước của thế gian như thế nào, thì chúng ta phải hiểu cái từ này nó vốn không phải cái phước dựa vào ngoại cảnh, mà đây là cái phước mà chúng ta có được cái niềm vui và cái sự bình an ở trong lòng, cho dù ở bên ngoài như thế nào cũng không ảnh hưởng tới. Cho nên Makarios cũng giống như cái từ mà phước ở trong Thánh Thi đoạn 1 câu 1 đó. Giống như Thánh Thi đoạn 1 câu 1. Để mà chúng ta có Kinh Thánh lật ra nè. Phước cho người nào không đi theo mưu kế kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng đó, nhưng vui thích trong thánh luật của Chúa. Đó là cái phước đó, cũng chung cái từ này. Cho nên cái phước này nó không có dựa vào ngoại cảnh, không cần phải trúng số rồi mới vui, rồi mới hạnh phúc, rồi mới bình an, rồi mới cảm thấy giàu có. Cái phước này nó không dựa vào cái sự thất nghiệp. Nếu chúng ta thất nghiệp, nếu chúng ta thất tình là chúng ta không có hạnh phúc đó. Hạnh phúc này không dựa vào cái đó. Nó có cái trị giá không những tương lai khi chúng ta xem mình là người đi theo Chúa đó, thì thường thường chúng ta bị thế gian chơi cười chúng ta, tại vì chúng ta cứ lo về chuyện mai sau, chuyện vĩnh cửu. Nhưng mà không, cái phước này nó có cái giá trị không chỉ vĩnh cửu mà còn có cái giá trị hiện tại nữa. Vì sao chúng ta nói ngày hôm nay muốn so sánh cái hạnh phúc giữa hạnh phúc của Chúa và hạnh phúc của thế gian? Khi chúng ta nói thế gian, chúng ta không nói về cái trái đất, chúng ta không nói về cái thế giới, chúng ta không nói về cái vật lý. Tại vì cái trái đất này, cái thế giới vật lý này nó không có vấn đề gì hết. Khi mà chúng ta nói cái từ thế gian là chúng ta nói những gì ở trên trái đất này, hệ giá trị sống của nhiều người, đa số người, và những người đó không có theo cái hệ giá trị của vĩnh cửu của Chúa. Đó là cái mà chúng ta đang so sánh. Nó bị ảnh hưởng bởi tội lỗi, bởi cái thế giới quyền lực bóng tối đang điều khiển ở đằng sau. Thì chúng ta bắt đầu vô trong cái 8 phước đó ha.
phước cho người nghèo khổ, hay là chúng ta cũng có thể nói là hạnh phúc cho những người nghèo khổ trong tâm linh, vì nước thiên đàng thuộc về họ. Nghèo này không phải là nghèo về tài chánh, không phải là sức khỏe thể chất. Nghèo khổ trong tâm linh là những người nhận biết được rằng mình bất lực, mình hoàn toàn không thể nào tồn tại được nếu không nương cậy vào Thiên Chúa. Chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới gọi là thế giới tôi đó, phải không? I world đó. Trên xe có một cái Bluetooth để bật cái loa lên nghe thì nó cũng có cái hiệu là I world. Rồi chúng ta có iPod, iPad, là thế giới tôi đó, phải không? Là cái gì cũng tôi. Khi mà những người ra làm chính trị họ hứa với dân rằng nếu quý vị bầu cho tôi sẽ cho quý vị cái này, tôi sẽ cho quý vị cái kia, tôi hứa đó. Thì trong cái thế giới chủ nghĩa cá nhân như vậy đó thì đều cho rằng mình là trên hết, mình là trung tâm của vũ trụ, mình được tạo ra hay là được có để mọi người phục vụ mình. Nhưng mà nghèo khổ trong tâm linh thì khác. Chúa Giêsu muốn nói chúng ta là chúng ta có lệ thuộc Ngài không? Khi chúng ta mới thức dậy vào sáng sớm, chúng ta có biết là hơi thở đó nó đến từ đâu không? Khi chúng ta va chạm đến ai đó, gặp khó khăn đó, chúng ta có biết là ai là cái người mà để xử lý những cái việc đó không? Khi chúng ta có vấn đề, chúng ta sẽ gọi ai? Chúng ta sẽ gọi người thân nào của mình? Hay là chúng ta dựa vào Chúa? Đó. Mà Chúa nói là khi các con nghèo khổ trong tâm linh, khi các con nương cậy vào ta, khi các con nghĩ rằng các con không thể làm được, thì chính ta sẽ là mạnh của các con, thì tất cả những gì của ta ban cho các con, cho nên nước thiên đàng thuộc về các con. Phải nói trong cái tuần này mình cũng thấy nhiều áp lực đó. Trong tuần có hai cái show trên đài, có thêm những cái ca tư vấn được giới thiệu, rồi cũng có cái lịch hàng ngày. Thì lúc ban đầu mình cũng thấy bối rối lắm, cũng thấy căng thẳng. Giống như chiều hôm nay đi có cái show trực tiếp, nói Chú ơi con cảm thấy căng thẳng, con không biết phải làm sao. Mình cũng rối, mình cũng nhờ người này nhờ người kia. Cái đến lúc mà có một cái buổi sáng cầu nguyện, hình như là sáng thứ ba, cái rồi mình nghe một cái tiếng nói rất là nhỏ nhẹ, không phải là cái tiếng mình nghe trong tai đâu. Tại vì khi mà chúng ta sống đời sống tâm linh á, chúng ta có cái đôi tai tâm linh, mà khi mà chúng ta nhạy bén đủ để kết nối với đấng tạo hóa, chúng ta có thể nghe được cái tiếng nói đó. Con đang muốn mấy gì? Con đang muốn làm gì? Tất cả đều là chuyện nhỏ khi con để giao cho ta. Thì tự nhiên mình thấy mấy cái dự án đó, mấy cái công việc cần phải làm đó, cái mình cũng bình thản, mình cũng đi hàng ngày và nói thôi, con đi từng bước một, từng tiếng đồng hồ một, từng ngày một, và mỗi ngày Chúa cho đủ để mà hoàn thành những điều mình cần phải làm, cũng như là bài giảng ngày hôm nay. Nói Chúa ơi, con có soạn bao nhiêu, con có chuẩn bị bao nhiêu đi nữa, cũng không bằng con lệ thuộc Chúa. Con cần Chúa. Và khi con có được Chúa là con có được có tất cả. Và cũng một sư cũng cảm ơn các bạn hồi nãy đã cầu nguyện cho cả người nói và người nghe, và thật sự là vậy. Là cái bài học tâm linh không thể nào dựa vào sức của con người được. Cho nên khi chúng ta nghèo khổ, chúng ta nói với mọi người là chúng ta không có thể làm được cái điều này đâu, nhưng mà tất cả những điều chúng ta làm đều được Thiên Chúa ban cho, thì cái kết quả, cái thành đạt, cái hạnh phúc đó sẽ trọn vẹn và toàn diện. Hạnh phúc thứ nhì, phước thứ nhì, phước cho người than khóc vì sẽ được an ủi. Than khóc ở đây, khi Chúa Giêsu giảng
cho những người Do Thái trong thời đó. Họ hiểu, có thể là họ hiểu rõ hơn chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải hiểu cái bối cảnh. Ngày hôm nay, chúng ta ít khi nào than khóc lắm. Than khóc mà đúng cái nghĩa như Chúa đó. Mà chúng ta than khóc thường là tại vì bạn trai, bạn gái làm cho mình giận. À, tại vì vợ chồng là không làm cho mình vui. Tại vì mình mất việc làm. Tại vì mình mất người thân. Những cái than khóc đó không phải là những cái than khóc mà Chúa Giêsu nói ở trong cái phước này. Mà Chúa nói là khóc vì những điều sai trái. Khóc vì những điều ngược với tự nhiên. Khóc vì những hậu quả từ tội lỗi gây ra. Khóc khi thấy nhiều người muốn hủy diệt sự sống. Khi những đứa bé chưa được có cơ hội để hít oxy và nhìn thấy thế giới này như thế nào. Có bao giờ chúng ta khóc vì chuyện này? Có bao giờ chúng ta khóc vì thấy nhiều em bé và phụ nữ thời nay vẫn bị cưỡng ép bán làm nô lệ vì có những người làm dụng chính trị? Có bao giờ chúng ta khóc vì thấy sự gian ác, vì thấy sự độc ác xảy ra hàng ngày với những người bất lực chỉ vì những kẻ giàu có đàn ép? Có bao giờ chúng ta khóc vì nhìn thấy chính tội lỗi của mình? Tội lỗi của mình mang lại hậu quả không chỉ cho bản thân mà cho những người xung quanh. Lần cuối cùng chúng ta khóc vì tội lỗi chúng ta là khi nào? Trong Thánh Thi 51, vua David than khóc. Ông xé áo, ông đổ cho ông nằm. Kinh Thánh diễn tả ông nằm biệt, ông nằm liệt ra dưới sàn đất như vậy. Ông than khóc. Ông than khóc vì tội lỗi của mình. Rõ ràng là ông được Chúa cho thấy được rằng cái tội của ông không thể nào tiếp tục nữa. Ông đã ngoại tình với một người phụ nữ. Chưa xong, ông còn giết luôn chồng của cô ấy. Vì ông đã có làm cho người vợ của người khác mang thai. Cái khóc đó là cái khóc mà Đức Chúa Trời rất là yêu thích. Vì cái tiếng khóc đó chạm đến lòng của Thiên Chúa và Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Trong sách Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9 có dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Nếu chúng ta xưng tội, Ngài sẵn sàng yêu thương, tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Và chúng ta nên học như vua David, vì ông nói rằng Chúa ơi, tất cả những cái tội mà con đã làm ra đó, ông không có đổ tội cho người phụ nữ đó đẹp. Ông không có đổ tội cho người phụ nữ đó. Tại sao buổi chiều dậy biết là con đang đi ra sân thượng mà lại tắm ở bên ngoài để cho con? Ông không có đổ tội là ông bị cám dỗ. Ông không có đổ tội là tại sao như thế này, tại sao như thế khác. Mà ông cuối cùng ông nhận tội, ông than khóc là ông nói Chúa ơi, tội này chỉ một mình con, xin Chúa Ngài vạch cái tội con ra. Và vì Chúa muốn, câu số 6, Thánh Thi 51 câu 6, Ngài muốn chân thật nơi bề trong cũng như nơi sâu kín của lòng con, xin Ngài dạy con sự khôn ngoan. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta cũng nhắc nhở được Chúa dạy rằng hãy than khóc với tội lỗi của thế gian. Hãy than khóc giùm ai đó. Hãy kêu vang lên Thiên Chúa cho những người đang bị cưỡng ép. Chắc chắn trong thế giới của chúng ta đang sống ở trong cái quyền lực bóng tối. Bên Mỹ, bên Việt Nam, ở đâu cũng vậy hết á. Nhìn xung quanh của chúng ta nhiều thấy sự bất an. Chúng ta nhớ đến những người cần sự công bình, cần Chúa bên Phật cầu nguyện, và nhất là tội lỗi chính của chúng
của chúng ta. Thì Chúa hứa ban cho điều gì? Ban cho sự an ủi. Sau khi vua David xưng tội với Chúa, ông không khóc nữa. Và nhiều người xung quanh ông á, hậu vệ của ông, ngạc nhiên lắm. Ủa sao ngộ vậy? Sao bây giờ vua hết khóc rồi? Trong khi đó con của vua là đứa bé đó, vừa mới chết mà giờ vua tỉnh bơ à. Thì ông nói sao? Ông nói là khi mà ta biết ta có tội thì ta mới khóc. Mà khi Chúa tha thứ tội cho ta rồi, Chúa có lấy đi cái đứa nhỏ này đi nữa, cái đó quyền của Chúa, cái hậu quả đó là do ta, mà quan trọng là Chúa tha thứ cho ta rồi thì ta khóc làm gì nữa? Tội lỗi đã lấy đi rồi. Ở trong mọi người chúng ta, nếu có điều gì các anh chị em chúng ta hãnh diện tự hào, hãy hãnh diện tự hào với thế gian là tội lỗi của chúng ta được Chúa Giêsu cất đi. Hãy hãnh diện lên, hãy đừng có xấu hổ về cái quá khứ của mình, sẵn sàng cho mọi người biết cái quá khứ của mình, nhưng quan trọng hơn là Đấng đã lấy đi tội lỗi và ban cho chúng ta sự an ủi. Chúng ta bước qua hạnh phúc thứ ba, phước thứ ba, phước cho người khiêm nhu vì sẽ được thừa hưởng đất. Đây là một cái phước mà những người chưa tin Chúa rất là khó hiểu. Những người còn sống với cái hệ giá trị thế gian rất là khó hiểu. Có ai ở trong đây nói là phước cho người khiêm nhu, hoặc là chúng ta cũng có thể dịch lại, dịch sang là phước cho người nhu mì. Có ai trong chúng ta muốn mình được gọi là nhu mì không? Hoặc là hiền không? Nhu mì hoặc là hiền. Có ai muốn chúng ta gọi là hiền không? Cái từ hiền bây giờ nó không còn là cái từ hiền theo kiểu tích cực nữa, mà là hiền quá bị gì? Bị ăn hiếp. Hiền quá dễ bị bắt nạt. Cái từ khiêm nhu này đối với thế gian cũng được xem là khờ dại, đần độn. Những người khiêm nhu là những người đần độn, những người khờ dại, những người yếu đuối. Nhưng nguyên văn của cái từ khiêm nhu này ở trong Kinh Thánh không có chỗ nào diễn tả những điều mà chúng ta vừa mới đề cập. Khiêm nhu này không phải yếu đuối, mà là sự làm chủ của bản thân bởi cái sức mạnh nội tâm ở bên trong. Khiêm nhu này diễn tả một người có thể kiểm soát được sự tức giận của mình. Khiêm nhu này diễn tả một người hiểu được cái giá trị của mình mà không cần khoe khoang với ai, không cần nói với ai đó mình hơn người ta, mình giỏi hơn người ta, vì mình kiểm soát được cái bản thân của mình. Đó là khiêm nhu đó. Ở trong Kinh Thánh có một nhân vật được diễn tả bằng cái tính từ khiêm nhu này, đó là tiên tri Môsê. Nào, khi chúng ta nói về Môsê, diễn tả ông là một người khiêm nhu, những ai đọc Kinh Thánh thấy cái hành động của ông, thấy cái việc làm của ông, có ai nghĩ rằng ông hiền không? Ông dễ bắt nạt không? Ông dễ ăn hiếp không? Hoàn toàn không. Một người có thể dẫn một đoàn dân hơn 1 triệu người, hơn 1 triệu nô lệ, thoát khỏi ách nô lệ và dẫn đưa họ qua tách cái biển đỏ, rồi trong 40 năm đi qua sa mạc, thì không thể nào là một người mà dễ bắt nạt, một người yếu đuối được. Nhưng ông ở trong Kinh Thánh được diễn tả là một người khiêm nhu, một người nhu mì, một người hiền, là tại vì ông không có bao giờ đi tìm cái tư lợi cho mình. Ông không cần phải hơn người khác. Ngay cả khi Chúa kêu gọi ông
để dẫn đưa một đoàn người hơn 1 triệu. Ông nói là ồ con cà lâm, con không làm được. Chúng ta biết là ông muốn biện hộ cho cái sự kêu gọi của mình. Nhưng mà ở trong đó cũng có một cái sự khiêm nhu, ở trong đó là ông không tìm cái riêng cho mình. Khi kết nối lại với người anh ruột của mình, ông sẵn sàng để cho người anh làm một vị tế lễ, có đóng vai trò rất quan trọng, đồng hành với ông. Ông không có tìm cái chỗ đứng cho mình, đó là sự nhu nhược. Và sự khiêm nhu này, trong quý bà anh chị em, Chúa hứa ban cho điều gì? Chúa hứa ban là chúng ta sẽ thừa hưởng đất. Đất là tượng trưng cho ranh giới. Đất tượng trưng cho territory, lãnh vực. Thì khi Chúa nói là người nào khiêm nhu, khiêm nhường, Chúa sẽ ban cho lãnh vực, Chúa sẽ ban cho cái ranh giới. Có nghĩa là gì? Là sự ảnh hưởng đó. Khi nói đến ranh giới, các anh chị em ghi xuống, đất là sự ảnh hưởng, là ranh giới là ảnh hưởng. Thì khi chúng ta khiêm nhường, chúng ta không cần đặt mình ở trên chà đạp trên tất cả những người khác, mà chúng ta để cho Chúa sử dụng chúng ta. Cái sự ảnh hưởng của chúng ta sẽ gia tăng vì cái đó là cái lời hứa của Chúa. Và hơn lúc nào hết, đây là cái đức tính rất cần thiết cho những ai muốn lãnh đạo. Thường khi chúng ta nói về lãnh đạo là chúng ta nói quyền lực. Ăn trên, ngồi ở chỗ tốt, được mọi người phục vụ là mới là người lãnh đạo. Nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta đã làm gương. Khi Chúa xuống thế gian này, trước khi cái ngày mà Chúa bị bắt, Chúa rửa chân cho các môn đệ. Đó là một cái văn hóa của người Do Thái tồi tệ nhất, hạ thấp nhất, thấp hèn nhất. Ngay cả khi mà khách vào nhà của một người nào đó, cái chuyện rửa chân cho khách đó, không phải là chỉ nô lệ làm, người ở làm, mà là người ở hèn hạ nhất làm. Mà Chúa nói, hãy để ta làm. Nếu ta không làm điều này, các con không được có cái phần. Chúa đã bày tỏ, đã làm gương cái sự nhu mì. Chúng ta là người con cái của Chúa, cũng mang cái đức tính đó. Nhu mì không phải là người ta chà đạp chúng ta, không phải là người ta muốn nói chúng ta làm cái gì là chúng ta làm theo đâu. Chúng ta có cái chủ kiến của mình, chúng ta có cái lời dạy, có cái hệ giá trị mà Chúa dạy cho chúng ta đàng hoàng. Chúng ta sang cái phước thứ tư ha. Phước cho người đói khát vì sự công chính. Phước cho người đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ. Những môn đệ thật của Chúa Giêsu đều khao khát chân lý và đời sống thánh thiện. Tại sao là phải môn đệ thật? Là tại vì bây giờ cái gì nó cũng có thật và giả hết. Môn đệ của Chúa cũng có thật và giả luôn. Thì những môn đệ thật của Chúa khao khát chân lý và đời sống thánh thiện. Khi cái từ công chính ở đây được đề cập á, cái người mà Chúa Giêsu giảng đó, họ hiểu liền cái ý nghĩa công chính này là cái gì. Cái công chính này là cái bản tánh của Đức Chúa Trời. Bản tánh của công chính của Đức Chúa Trời này nó có hai mặt cho những người đi theo Chúa chúng ta. Một mặt là nhận cái sự sống mới bởi ân điển qua đức tin của chúng ta. Và mặt kia là bày tỏ cái đời sống mới của mình, đời sống thánh thiện của mình với những người xung quanh của chúng ta. Mà để sống với cái đời sống thánh thiện ra bên ngoài thì bên trong của chúng ta phải cần thanh tẩy. Bắt đầu từ sự suy nghĩ của chúng ta, dần dần theo những thói quen mới. Mà trong Kinh Thánh được nói rằng lời Chúa mang lại sự dạy dỗ và thanh tẩy chúng ta. Phải không ạ? Trong Giăng, Phúc Âm Giăng 17 câu 17 nói như thế nào?
Xin cha dùng chân lý thánh hóa họ. Họ là các môn đệ phải không? Xin cha dùng chân lý. Chân lý là lời của Chúa đó. Vì lời cha chính là chân lý. Chúa Giêsu giải thích luôn. Cho nên lời của Chúa là sức mạnh cho chúng ta. Có một lần khác ở trong cũng sách Giăng đoạn 6 đó, khi mà một đoàn dân đông đi, họ đem muốn Chúa Giêsu làm vua, mà Chúa Giêsu nói là các ngươi chỉ đi theo ta tại vì các ngươi muốn cái bụng mình no thôi, chứ đâu phải là muốn ta lên làm vua ngon lành gì đâu. Ta lên làm vua là để cho các ngươi được hưởng thôi. Thì bắt đầu từng người bỏ Chúa đi. Rồi Chúa mới nói với các môn đệ là: vậy các con nghĩ sao? Các con quyết định như thế nào? Thì trong Giăng đoạn 6 câu 68, Simon Phê-rơ thưa: lạy Chúa, chúng con còn theo ai nữa? Chúa có lời gì? Chúa có lời sự sống vĩnh phúc. Chúa có lời sự sống vĩnh phúc. Đối với Simon Phê-rơ thì lời sống vĩnh phúc của từ Chúa đủ cho ông. Và ông nói là sao? Vĩnh phúc là đó, cái hạnh phúc không có, cái hạnh phúc mãi mãi, không gọi là vĩnh phúc. Và khi Chúa Giêsu bị cám dỗ 3 lần, Chúa Giêsu đều lấy 3 cái câu kinh thánh ra để đánh trả lại quỷ Satan. Trong những cơn cám dỗ của chúng ta, khi chúng ta không kìm được cảm xúc của chúng ta, lời của Chúa có thể giúp cho chúng ta làm sức mạnh. Nhưng nếu chúng ta không ăn lời của Chúa thì lời của Chúa ở đâu mà nhả ra? Nếu Chúa Giêsu từ nhỏ không được mẹ Maria của Ngài, không được ông Joseph, không được học kinh thánh là Cụ Ước, năm quyển sách kinh luật đó, làm sao Chúa Giêsu có thể dùng những câu kinh thánh ở trong phục truyện, dùng những câu kinh thánh ở trong thánh thi để đánh trả lại ma quỷ khi mà Ngài bị cám dỗ, Ngài yếu đuối? Chúng ta không thể nào cho đi cho ai đó những điều chúng ta không có, phải không? Chúng ta nói cái câu nói đó rất là nhiều. Chúng ta có thể nghe nhiều bài giảng về Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nghe nhiều bản kinh, bản thánh ca nói về sự hy sinh của Chúa Giêsu. Nhưng nếu chúng ta không vào kinh thánh để gặp mặt Chúa Giêsu, để ngồi bên cạnh Chúa Giêsu, để ôm Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu an ủi mình, để Chúa Giêsu nâng đỡ mình, để Chúa Giêsu cho chúng ta no đủ. Hy vọng là ngày hôm nay sẽ là sự khích lệ để cho chúng ta ham muốn. Tôi cầu nguyện để mỗi người có mặt ngày hôm nay cũng như xem lại video này sẽ ham thích lời của Chúa. Chúng ta đừng chờ cho tới cái cảm giác chúng ta muốn đọc kinh thánh, mà hãy đọc kinh thánh cho tới khi chúng ta có cảm giác muốn đọc nữa. Quý ông bà anh chị em có cảm giác thức dậy buổi sáng khi mà trời lạnh không? Nhất là các vị ở bên Seattle là 10 tháng là lạnh, một tháng mát và một đó hai tháng mát, phải không? Còn như là suốt năm mát cho tới lạnh thôi. Có ai trong chúng ta cảm giác muốn sáng sớm đi ra khỏi giường không? Chị Châu có cảm giác 3 giờ rưỡi sáng thức dậy đi ra đi xuống giường để 4 giờ có mặt ở chỗ làm không chị Châu? Nếu mà chờ cảm giác á, chị Châu mà chờ cảm giác để muốn thức dậy đó, thì chắc là cái sở làm nó sẽ gọi điện thoại, nó kêu chị ở nhà với cái cảm giác đó luôn đi. Mà chúng ta cũng phải thức dậy để chúng ta làm, rồi sau đó chúng ta mới có cảm giác chúng ta muốn có mặt ở chỗ làm. Chúng ta mà chờ cảm giác để mà chúng ta ăn cái lời của Chúa đó, chúng ta chờ cảm giác là chúng ta muốn ngồi dưới bệ chân của Chúa, chúng ta sẽ không làm đâu. Và có thể là trong lúc khi mà chúng ta làm được cái điều đó là chúng ta tan tành, ma quỷ nó xé xác chúng ta rồi. Chúa có chấp nhận chúng ta không? Sẵn sàng như người con hoang đàn điếm phá sản hết rồi đi trở về, Chúa vẫn chấp nhận. Nhưng mà
Có lẽ là chúng ta đã một lần làm như vậy rồi. Bây giờ chúng ta muốn làm như vậy nữa hay sao? Mỗi ngày đi đến lời đi đến Chúa. Lời Chúa nói như thế nào? Lòng thương xót của Chúa, sự thành tín của Chúa là sao? Tươi mới mỗi buổi sáng. Thức ăn của Chúa tươi mới mỗi buổi sáng. Mỗi buổi sáng mà chúng ta đến với lời của Chúa không bao giờ nhàm chán hết á. Mà lời của Chúa nói sao? Khi lời của ta xuống với các con thì không có trở lại vô ích đâu. Một ngày nào đó, ta sẽ dùng cái lời ở trong các con để đánh trả lại cảm xúc của các con. Khi mà các con buồn, khi mà các con tức giận, khi mà các con thất vọng. Cho nên hãy đối khác. Chúng phải chỉ đối khác thức ăn không? Thức uống không? Đối khác vật chất không? Vì Chúa hứa cho chúng ta sẽ được no đủ khi chúng ta cần, khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta bị cám dỗ, khi chúng ta bị thử thách. Rồi, chúng ta đi qua phước kế tiếp, câu số 7. Hạnh phúc cho người đầy lòng thương xót vì sẽ được thương xót. Những ai có lòng thương xót mà diễn tả ở đây là người cảm thương với những ai đang gặp khó khăn và sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Khi chúng ta nói chúng ta tội nghiệp ai đó, cái tội nghiệp đó nó chỉ là cảm giác thôi, cảm xúc thôi, tạm bợ thôi. Nếu chúng ta không ra tay làm cái điều gì đó cụ thể, chúng ta không nói là cái người dọc đường, mà chúng ta nói cái người mà chúng ta gặp hàng ngày, mà chúng ta có nhiều cơ hội, mà chúng ta chỉ nói tội nghiệp thôi đó, mà chúng ta không có lời khuyên hay không có lời thăm hỏi hay là có cái cụ thể gì đó, là chúng ta vẫn chưa có lòng thương xót. Trong Gia Cơ thứ nhì đoạn 2 từ câu 15 tới câu 17 nói như thế nào? Nếu anh chị em nào đó thiếu cơm ăn áo mặc mà có người bảo chúc anh chị em bình an nha, cứ mặc cho ấm, ăn cho no nha, nhưng không cung ứng cho họ nhu cầu thể xác thì có ích lợi gì? Đức tin cũng thế, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết đi. Đức tin không có hành động là đức tin giả, là đức tin chết. Cho nên người có lòng thương xót là người biết chia sẻ, không chỉ nghĩ riêng cho bản thân của mình. Chia bớt, bày tỏ lòng thương xót đó bắt đầu với người phối ngẫu của mình đi. Chia bớt cái gánh nặng, chia bớt cái trách nhiệm, chia bớt với những người ở làm chung với mình, rồi từ từ mới làm được những chuyện xa hơn những người mà mình không quen biết. Mà khi chúng ta thương, có lòng thương xót thì chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng lại. Vì sao? Vì trong Kinh Thánh dạy rằng khi chúng ta làm điều thiện nào đó cho ai đó là chúng ta cho Chúa vay mượn. Mà Thiên Chúa mà vay mượn chúng ta là Thiên Chúa sẽ trả lời. Nhưng mà chờ chút xíu đã. Hình như cái mà chúng ta đang có để mà chúng ta làm việc thiện cho Chúa vay mượn để làm việc thiện cũng là của Chúa thì phải. Phải không? Vậy thì chúng ta quá lời rồi. Chúa ban cho chúng ta có để tiêu xài, để sử dụng, rồi chúng ta lại cho Chúa mượn cái Chúa ban cho chúng ta, rồi Chúa lại trả lời với chúng ta để chúng ta quá lời rồi. Cho nên Chúa có lòng thương xót với chúng ta là như vậy. Không bao giờ chúng ta lỗ cả. Hãy có lòng thương xót với những người có nhu cầu xung quanh. Rồi, kế tiếp. Câu số 8. Phước cho người có lòng trong sạch. Người có lòng trong sạch ở đây nghĩa là người có lương tâm. Cái từ lương tâm bây giờ nó mờ, nó không có rõ ràng. Ai cũng nói tôi có lương tâm hết. Nhưng mà đến cuối cùng
cái hành động có lương tâm hay không thì cũng phải lấy lời của Chúa để so sánh, lấy cái tiêu chuẩn của Chúa mới biết là cái người đó có thật sự là có lương tâm hay không. Nhưng mà chúng ta đang nói cái tiêu chuẩn của Chúa là người có lương tâm, là người thành thật, thật thà, là người đáng tin tưởng, là người trung thành, là người sống không có hai mặt. Cái sự thật nó như thế nào là nói như vậy. Mà khi chúng ta sống thành thật, là Chúa nói là chúng ta nhìn được thấy Chúa. Là Chúa sử dụng những người có tấm lòng trong sạch, những người sống thành thật, để Chúa đi qua cái đời sống của người đó, để cho thiên hạ thấy được Chúa. Chúng ta có muốn Thiên Chúa sống ở trong chúng ta? Chúng ta có muốn những người xung quanh nhìn thấy Chúa ở trong chúng ta? Vậy thì chúng ta hãy làm sạch cái tấm lòng của chúng ta. Cũng như tác giả của Thánh Thi, vua David nói đó, hãy ban cho con một cái tâm hồn mới, một trái tim mới. Hãy làm sạch cái trái tim của con. Thì hy vọng ngày hôm nay chúng ta cũng muốn cái phước này bằng cách là Chúa làm sạch cái tâm hồn của chúng ta. Phước kế tiếp, Chúa Giê-xu dạy, hạnh phúc thay cho người hòa giải, vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Người hòa giải mà Kinh Thánh được đề cập ở đây là người thích giảm bớt căng thẳng thay vì đổ thêm dầu vào lửa. Người hòa giải ở đây là người thích tìm kiếm giải pháp cho vấn đề hơn là phiền phức. Là người xây dựng, là người nâng cao các mối quan hệ lành mạnh thay vì muốn phá đổ, muốn chia rẽ. Đây là một cái ơn rất là đặc biệt. Đặc biệt cho những người có cái ơn kêu gọi ở trong đời sống mục vụ. Là người giải hòa, mang nhiều người đến với Chúa và ở trong cộng đồng của Chúa giải hòa nhau, đưa mọi người về với Chúa. Và khi chúng ta đưa các anh chị em về với Chúa, chúng ta được gọi là con Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta được gọi là người đại diện con Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta đại diện Ngài. Chúng ta là ambassador, chúng ta là ambassador là lâu quá rồi. Đại sứ nước trời. Yeah. Đại sứ nước trời, quá sức không? Mà Chúa hứa cho chúng ta làm đại sứ, làm con của Đức Chúa Trời, đi tới đâu chúng ta cũng được có cái thẩm quyền nói người khác nghe nếu họ muốn thay đổi. Và có lẽ là cái sứ mạng này, cái trách nhiệm này, nó phản ảnh lại cái cuộc hành trình của Chúa Giê-xu ở tại thế này. Chúa có Giáng sinh như thế nào đi nữa thì cái kết cuộc của Chúa cũng là ở trên thập tự giá, khi mà Chúa Giê-xu giang tay ra kéo nhân loại đến với Đức Chúa Trời giải hòa. Cho nên Đức Chúa Trời phải gửi con một của Ngài xuống. Cho nên khi chúng ta giải hòa, chúng ta cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời, cũng mang theo cái, cũng hoàn thành cái sứ mạng như là Chúa Giê-xu. Trong tám cái phước này, mình thấy cái phước này là cái phước mà phản ảnh lại cái cuộc đời của Chúa Giê-xu. Rồi kế tiếp là cái phước cuối cùng, phải không ạ? Các anh chị em nghĩ rằng ủa sao chung ai biểu mỗi tuần không giảng, lâu giảng lần, giảng cho nên giảng cho thật dài, không bao giờ hết hết phải không? Cho nên đâu có nhiều người mở màn ảnh đâu. Nhưng mà sắp hết rồi, tới cái phước cuối cùng rồi, sắp giảng tuần rồi, cho nên kiên nhẫn. Phước cho người vì sự công chính mà bị bắt bớ, vì nước thiên đàng thuộc về họ. Câu 10 nó cũng liên quan tới câu 11, 12. Tại vì chỉ có 8 cái phước thôi.
Câu 11, phước cho các con bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi, vu cáo đủ điều ác vì cớ ta. Đầu tiên Chúa nói là phước cho người bị bắt bớ vì công chính. Nhưng mà cái công chính đó phải liên quan tới ta. Khi mà chúng ta bị bắt bớ ở cửa hàng vì có người chen lấn mình á, cái bắt bớ đó không phải là cái phước này đâu nha các anh chị em. Cho nên đừng có nói ngày hôm nay mình ra ngoài đường, mình đón xe taxi, cái có người giành mình bị bắt bớ, thì ra là bây giờ mình mới được phước đó, mình bị bắt bớ. Không phải bắt bớ cái đó, mà phải là bắt bớ vì danh của Chúa Giêsu. Có thể là vì chúng ta sống với luật của Chúa Giêsu mà chúng ta bị bắt bớ, thì cái sự bắt bớ đó mới trở thành cái phước. Còn nếu mà chúng ta làm sai mà chúng ta bắt bớ thì cái đó là chúng ta nhận cái hậu quả của mình thôi. Hoặc là những cái sự bắt bớ gì đó mà nó không liên quan tới đạo của Chúa đó, thì cái chuyện đó vẫn chưa có thuộc về cái phước này. Nếu chúng ta được gọi là con của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta sống, thật sự sống với những tiêu chuẩn, với những lời dạy của Chúa đó, chúng ta không cần phải đi tìm kiếm sự bắt bớ đâu các anh chị em. Mà sự bắt bớ đó, nó sẽ được tự nhiên diễn ra. Vì có cái sự khác biệt rất là rõ ràng giữa thế gian và những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Tại sao những người này cách ăn, cách nói, cách ở, cách mặc, cách đối xử, cách giao tiếp lại khác với những người xung quanh như vậy? Họ sẽ để ý, họ sẽ đánh giá chúng ta. Và nếu mà chúng ta không sống giống như họ, chúng ta không ăn mặc giống như họ, chúng ta không xem phim giống như họ, chúng ta không đi đến những chỗ giống như họ, thì họ không xem chúng ta thuộc về họ. Họ bắt bớ chúng ta vì cái tiêu chuẩn của Chúa. Đến khi đó, chúng ta mới được gọi là cái phước. Phước vì bắt bớ. Chúng ta dám sống theo quy luật của Chúa. Nói như vậy không phải là để cho chúng ta đi tới đâu cũng làm cho người ta ghét mình nha các anh chị em. Không phải là cứ cầm quyển kinh thánh đi tới đâu gõ đầu người ta, hoặc là bạn ơi bạn ăn cái này không đúng rồi, bạn ơi bạn mặc cái này là thiếu vải, tôi nhà tôi có nhiều lùi dẻ lắm, tôi chia bớt cho bạn. Không phải là mình đi tới đó mình vạch ra tất cả những cái điều gì sai trái của người ta. Mình không có làm điều đó. Điều đó không có thể hiện ra sự nhu mì, điều đó không có thể hiện ra tình yêu thương của Chúa. Chúng ta không cần làm những điều đó. Chúng ta cứ sống những gì mà Chúa dạy cho chúng ta sống, nó đủ để phản ảnh lại những gì ngược lại của thế gian rồi. Và nếu trong cuộc đời, cuộc hành trình tâm linh của chúng ta mà chưa bao giờ chúng ta bị bắt bớ về đạo của Chúa, về tiêu chuẩn của Chúa, về lối sống của Chúa, thì chúng ta nên thăm hỏi lại, nên hỏi lại xem đạo mà chúng ta đang gìn giữ đó có thật hay không. Vì Chúa đã hứa rằng trong thế gian này con sẽ có hoạn nạn, và Chúa đã hứa rằng các con sẽ bị bắt bớ vì danh của ta. Và nếu chúng ta ai đi tới đâu ai cũng thương mình, ai cũng thích mình, ai cũng chiều chuộng mình, thì chưa hẳn là chúng ta sống theo đường lối của Chúa đâu. Và nếu chúng ta bắt bớ thì cũng yên tâm, Chúa đã hứa rằng nước thiên đàng thuộc về chúng ta, và chúng ta cũng không có hơn người thầy của chúng ta đâu. Và mình muốn kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay với cái từ phước tiếng Hán. Cái từ phước hoặc phúc đó, tiếng Hán. Ở đây mình không muốn làm phiền hết tất cả mọi người, cũng không có cái PowerPoint để
để dẫn chứng. Nhưng mà cái từ phước đó nó có bốn cái phần. Ở trên nó có cái phần thiên, cái phần là cái bầu trời. Rồi nó có cái con người. Dưới cái con người là cái vườn, vườn Eden đó. Rồi con người ở giữa, rồi cái bầu trời ở trên. Rồi bên tay trái của cái cột mà đó, những cái chữ Hán đó đó, nó có cái người đứng bên cạnh của Thượng Đế. Hai cái nhập lại là từ phước. Thì khi các nhà diễn giải Kinh Thánh mà biết chữ Hán đó, người ta diễn giải ra cái từ phước đó mà người Việt Nam mình quen thuộc đó, là con người đang sống ở trong thế gian này, con người là chúng ta đó, đang sống trong thế gian này, mà khi chúng ta đi bên cạnh sát bên cạnh của Thượng Đế là chúng ta sẽ được phước. Mình muốn kết thúc với sự kêu gọi là giữa chúng ta với Chúa có sát bên cạnh nhau không? Chúng ta có lệ thuộc không? Lệ thuộc Chúa không? Chúng ta có than khóc vì tội lỗi của mình không? Chúng ta có nhu mì không? Chúng ta có đặt để cái nhu cầu của người khác để ý và sẵn sàng giúp đỡ không? Chúng ta có lòng thương xót như Chúa không? Chúng ta có ý để muốn giải hòa với những người mà làm tức giận chúng ta không? Và chúng ta có bị bắt bớ không? Bị sẵn sàng bị bắt bớ không? Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta cùng nhau được khích lệ, được Chúa an ủi, được Chúa ban cho quyền làm con Đức Chúa Trời, được Chúa hứa ban cho chúng ta là không chỉ cuộc đời sau mà ngay cả cuộc đời này, hạnh phúc của ta ban cho các con sẽ vĩnh viễn, các con cũng sẽ sử dụng được trong ngày hôm nay. Xin chúng ta cùng nhắm mắt cúi đầu, cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Cha yêu dấu của chúng con, mỗi khi chúng con được tắm ở trong bể hồ lời của Chúa, chúng con được vui thỏa, chúng con cảm thấy sung mãn, cảm thấy bình an, cảm thấy dư đầy, cảm thấy như được sống trong sự chở che của Chúa. Sức mạnh của Chúa luôn bao vây chúng con. Tình yêu thương của Chúa luôn thành tín chờ đợi chúng con. Ngày hôm nay chúng con không muốn chờ Chúa Giêsu gõ cửa, nhưng chúng con muốn mở cửa lòng của chúng con để Ngài không chờ bên ngoài quá lâu, mà xin Chúa Giêsu Ngài vào trong lòng của chúng con, trong linh hồn của chúng con, ngự trị và ăn cùng với chúng con để chúng con cũng được ở với Ngài. Chúng con tháo gỡ hết tất cả những vũ khí tự vệ của chúng con, sự kiêu ngạo, sự mặc cảm, tự ti, sự xấu hổ, sự thất vọng. Tất cả những vũ khí này chúng con đặt dưới bệ chân của Chúa. Và chúng con mang lấy sự công bình, công chính của Chúa, lòng thương xót của Chúa, lòng nhân từ của Ngài, sự tha thứ của Chúa, tình yêu thương của Ngài mang theo chúng con làm hành trang hướng về phía trước. Chỉ còn một tuần lễ nữa thôi, con cũng đã từng đồng hành với các anh chị em ở bên Seattle, cũng đã từng nhìn thấy Chúa thành tín yêu thương chúng con, ban ơn dư dật cho từng sự kiện khi chúng con nương cậy nơi Ngài. Xin Chúa ban cho các anh chị em ở Hội Thánh Seattle nhỏ bé của Chúa được trở thành tiếng nói lớn, ánh sáng và muối mặn cho
cho cộng đồng ở tại đó. Tất cả những sự vinh quang chúng con quy về cho Ngài. Xin Chúa thương, dẫn dắt và ban sự khôn ngoan cũng như sự mạnh mẽ và sự mềm mại cho các anh chị em. Tất cả những ai có phần sự ở trong chương trình lễ tuần sau. Còn chúng con giờ phút này xin bước vào những tiếng đồng hồ còn lại trong ngày Sa-bát an lành của Chúa được trọn vẹn, cũng như xin Chúa mở một tuần lễ mới cho các anh chị em chúng con ở Việt Nam đầy nghị lực sống, sống trong sự tự tin nơi Chúa. Mọi tội lỗi ngay giờ phút này được Chúa xóa tan đi và mặc lấy sự công bình công chính của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và giảng ngày hôm nay. Chính Chúa là hạnh phúc của chúng con. Và trong danh người thầy yêu dấu của chúng con là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con cầu lên Cha. Amen.